Số vụ tử vong do đuối nước nhiều hơn cháy nổ. Số vụ đuối nước trong 2 năm qua ít hơn cháy nổ, song người tử vong lại nhiều hơn, theo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn. Ngày 25 tháng 7, tại lễ ký kết liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục Phó Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho biết, trong 8 loại sự cố tai nạn dưới nước chiếm tỷ lệ lớn chỉ sau cháy nổ. Năm 2020-2021, lực lượng đã cứu hộ gần 5.000 sự cố tai nạn, trong đó hơn 1.600 vụ liên quan đến cháy nổ chiếm 33,7%, hơn 1.400 vụ tai nạn dưới nước chiếm 29%, còn lại là các vụ khác. Đại tá Khương đề nghị các địa phương đầu tư thêm kinh phí để đoàn thể trường học có thêm cơ sở vật chất, bể bơi, dạy bơi an toàn cho trẻ. Cấp xã phường còn rà soát những nơi nguy cơ cao, lập hàng rào, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn như ao hồ, sông suối, hố công trình. Ông nói rằng cảnh sát cứu hộ hàng năm vẫn mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các lực lượng dân phòng để ứng cứu khi có sự vụ xảy ra. Theo ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống kê chưa đầy đủ của ngành giáo dục từ đầu mùa hè năm 2022 đến nay đã xảy ra 74 vụ đuối nước khiến 137 trẻ em tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trong thời gian tới, Vụ Giáo dục Thể chất sẽ rà soát, đánh giá tiêu chí trường học an toàn, hoàn thiện bộ tài liệu truyền thông về phòng chống đuối nước cho học sinh để số hóa, chuyển hóa về cho các nhà trường tuyên truyền. Ông nói rằng nhiều giáo viên thể chất hiện chưa có chứng chỉ dạy bơi. Từ nay đến năm 2025, chúng tôi sẽ cùng các đơn vị hữu quan tập huấn cho giáo viên kỹ năng an toàn trong nước để dạy học sinh. Cục trưởng Trẻ em Đặng Hoa Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá phòng chống đuối nước trẻ em gặp nhiều thách thức khi cha mẹ, cộng đồng chưa chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Nhiều vụ trẻ chết đuối ngay trong xô chậu bể nước gia đình chỉ sau phút lơ là của cha mẹ. Việc dạy bơi cho trẻ em miền núi gặp khó khi không có bể bơi và phần lớn là ao hồ, sông suối ô nhiễm, không thể tận dụng mặt nước sẵn có. Bên cạnh đó, địa phương cũng chưa thực sự quan tâm và đầu tư xứng đáng cho phòng chống đuối nước dù đã có quy định. Một số nơi trích khoản nhỏ từ ngân sách, giao luôn xuống cấp huyện, xã vận động nguồn xã hội để mua sắm, làm bể bơi an toàn, song phần lớn các nơi không chi hoặc vẫn chưa đủ đầu tư nguồn lực. Tính toán cho thấy chi phí để một trẻ biết bơi khoảng 700.000 đồng, vấn đề là địa phương có chịu đầu tư hay không. Ông nói và đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra hoặc là không giảm các vụ đuối nước. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.